Thưa quý vị và các bạn, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến với nhân dân, nhất là các vùng sâu vùng xa, thôn biên giới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đã và đang được các cấp chính quyền xã Thanh Đức, huyện Vị Xuyên quan tâm. Trong đó tập trung tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, hiến pháp, các bộ luật, pháp lệnh biên giới. Qua công tác phổ biến giáo dục pháp luật, ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật được nâng lên, góp phần vào ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đây là một buổi tuyên truyền lưu động của lãnh đạo xã Thanh Đức phối hợp với đồn biên phòng Thanh Thủy tổ chức tại thôn biên giới Nậm Nịch. Toàn thôn có 42 hộ với 233 khẩu, 100% đều là dân tộc Dao sinh sống. Đợt tuyên truyền này chủ yếu tập trung phổ biến các chính sách pháp luật của nhà nước, hiến pháp sửa đổi 1992, luật dân số, các hình thức hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh về luật biên giới. Mục đích của các buổi tuyên truyền này là nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật cho đồng bào, qua đó để mọi người nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhà nước. Song song với việc tuyên truyền, giải thích về các luật thì các cán bộ còn kết hợp phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách mới của Đảng và nhà nước để người dân vùng biên giới không xâm canh, xâm cư tham gia bảo vệ đường biên mốc giới, giữ vững chủ quyền an ninh quốc gia. Nhân dân chúng tôi ở xã Thanh Đức là thôn Nậm Nịch ấy thì cũng được Đảng nhà nước chính quan tâm, thì thường xuyên cũng là phối kết hợp đồn biên phòng này, xã này cũng lên tuyên truyền nhân dân để kết hợp đi tuần tra đường biên mốc giới thì cũng được giữ vững an ninh trật tự cũng ổn định, nhân dân cũng an tâm để sản xuất, không có gì xảy ra lớn. Xin chúng ta tuyên truyền về pháp luật theo biên phòng, với chế hội biên phòng là triển khai về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước là chúng ta không nên cho bà con đi sang Trung Quốc vượt biên trái phép mà đi làm thuê, mà đi lấy chồng sang bên Trung Quốc. Thanh Đức có 4 thôn thì có 2 thôn sắp biên với chiều dài đường biên gần 8 km. Để bảo vệ vững chắc đường biên mốc giới, hàng năm xã Thanh Đức đều phối hợp với lực lượng biên phòng Thanh Thủy tổ chức các đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về công tác biên giới và mọi người phải có ý thức trách nhiệm tham gia bảo vệ, giữ gìn an ninh biên giới. Bên cạnh việc làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn, thì cấp ủy chính quyền xã cũng thường xuyên cùng với bộ đội biên phòng xuống dân để bám nắm địa bàn, tình hình dân cư ở các thôn biên giới. Nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc thì tổ chức giải quyết kịp thời, dứt điểm nên tình hình vi phạm đường biên mốc giới trên địa bàn mấy năm qua đã giảm rõ rệt. Báo cáo các anh là đồn biên phòng làm cái nhiệm vụ là thường xuyên tổ chức lực lượng bám nắm địa bàn, giữ an ninh chính trị và trật tự xã hội, trật tự an toàn khu vực biên giới. Thì đặc biệt là công tác và tuyên truyền giáo dục pháp luật đối với bà con ở trên này á, thì lực lượng tôi là thường xuyên phối kết hợp với các lực lượng chức năng ở trên địa bàn để tuyên truyền giáo dục đến pháp luật đến toàn thể các bà con nhân dân. Hay là bên cạnh đó thì cũng tuyên truyền 3 cái văn kiện về quản lý bảo vệ chủ quyền biên giới. Thông qua đó thì bà con nắm rõ và thực hiện tốt các đường lối chủ trương và chính sách về cái giáo dục pháp luật về của Đảng nhà nước để thực hiện tốt, giữ vững cái chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Cùng với việc phối hợp tốt với bộ đội biên phòng trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân, thì cấp ủy chính quyền xã còn chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể cùng vào cuộc tuyên truyền giáo dục pháp luật cho hội viên của mình. Để công tác phổ biến giáo dục hiệu quả, xã cũng đã tổ chức các đợt tập huấn kiến thức về pháp luật, kỹ năng tuyên truyền miệng nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước, tinh thần trách nhiệm cho các thông tin viên. Vì vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của địa phương đã từng bước chuyên nghiệp hơn, những nội dung được lựa chọn cũng sát với thực tế của địa phương và hình thức tuyên truyền phong phú đa dạng. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, phổ biến những nội dung liên quan trực tiếp đến người dân địa phương và các văn bản pháp luật mới được ban hành có hiệu lực thi hành trong năm 2014 và các văn bản liên quan đến hội nhập quốc tế. Các văn bản về công tác tuyên truyền đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội và tội phạm ma túy. Các buổi tuyên truyền được lồng ghép trong những buổi sinh hoạt thôn.
xã cũng đã mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý, kiến thức pháp luật và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người thực hiện trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao chất lượng khi thực hiện trợ giúp pháp lý cho nhân dân. Trong năm qua, chúng tôi là tập trung vào tuyên truyền các loại luật, ví dụ hai thôn biên giới là chúng tôi là tập trung luật nghị định tuyên truyền nghị định 158 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và luật đất đai, luật bình đẳng giới và luật hôn nhân gia đình. Trong đó là còn là có cái kia năm kia chúng tôi cũng là tập trung là luật phân giới cắm mốc. Xong thường xuyên hàng tháng và 6 tháng là chúng tôi là đi luân phiên các thôn, là mỗi thôn là trong vòng 1 tháng đi một buổi tuyên truyền. Chủ yếu là đi tập trung các cuộc họp là chúng tôi tuyên truyền lồng ghép được bà con nhân dân tham gia ủng hộ. Và nói chung là bà con cũng là nhận thức cũng là tương đối và chấp hành các loại luật và theo đúng quy định của nhà nước. Có thể nói công tác giáo dục phổ biến pháp luật cho người dân trong những năm qua đã được cấp ủy chính quyền xã Thanh Đức thực hiện quyết liệt, đồng bộ bằng nhiều hình thức, từ tuyên truyền miệng, phối hợp với lực lượng biên phòng mở các lớp tập huấn, tuyên truyền trên loa phát thanh của xã, tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt thôn, qua các câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, câu lạc bộ pháp luật. Vì vậy, những chủ trương, chính sách, pháp luật đã được người dân tiếp nhận khá đa dạng, phong phú, dễ hiểu nên họ đã giảm bớt các hủ tục lạc hậu, không nghe kẻ xấu kích động. Từ đó tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được ổn định, đặc biệt là khu vực biên giới, người dân chấp hành tốt các chính sách, pháp luật, yên tâm lao động sản xuất, tích cực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Thanh Đức là một trong xã biên giới của 4 xã của 5 xã của huyện Vị Xuyên. Thế trong những năm qua thì thực hiện cái đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước cũng như thực hiện cái chỉ thị số 39 của Ủy ban tỉnh Hà Giang năm 2003. Thế thì vừa qua thì nhất là năm 2013-14 thì đối với Đảng ủy xã Thanh Đức làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các cái đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và tập trung vào cho 3 cái văn kiện về phân giới cắm mốc. Thế thì vừa qua thì như vậy là đối với Đảng ủy xã Thanh Đức phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy là tổ chức là tuyên truyền vận động dân đến các thôn bản, trong đó tập trung 2 cái thôn bản biên giới. Một cái việc nữa là phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy là mở một cái lớp tuyên truyền ở tại đồn cửa khẩu Thanh Thủy, tức là đối tượng là thành phần bí thư trưởng thôn, các cán bộ đầu ngành đứng trên địa bàn và các đồng chí lãnh đạo của đầu ngành của xã Thanh Đức. Qua tuyên truyền thì người dân đều thực hiện nghiêm tốt cái việc mà giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên biên giới. Qua việc tổ chức thực hiện đồng bộ có hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã góp phần tích cực nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Qua đó đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về quyền và nghĩa vụ công dân đối với đất nước và đã xây dựng vững chắc thế trận lòng dân tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.